Xin kính chào quý vị và các bạn. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự của thành phố Bảo Lộc. Trong chương trình thời sự hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với những nội dung chính như sau. Thường trực Thành ủy Bảo Lộc làm việc với Đảng ủy phường Lộc Sơn. Hội nghị Ban chấp hành mở rộng lần thứ 5 tổng kết công tác khuyến học năm 2022, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Hội luật gia thành phố Bảo Lộc tổng kết công tác hội và phong trào thi đua năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Phần cuối chương trình xin mời quý vị và các bạn cùng đến với bài viết Vì một đô thị xanh. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, ngày 17 tháng 2, Thường trực Thành ủy Bảo Lộc đã có buổi làm việc với phường Lộc Sơn về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2023. Các đồng chí Tôn Thiện Đồng, Bí thư Thành ủy Bảo Lộc và đồng chí Nguyễn Văn Phương, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Bảo Lộc đã chủ trì buổi làm việc. Cùng tham gia buổi làm việc còn có lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Bảo Lộc và các cơ quan, ban ngành, đoàn thể trên địa bàn thành phố. Tại buổi làm việc, lãnh đạo phường Lộc Sơn đã báo cáo tóm tắt về những kết quả đạt được trên các lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng đảng và hệ thống chính trị năm 2022. Trong đó, tập trung vào những kết quả thực hiện xây dựng văn minh đô thị gắn với phường phát triển toàn diện, công tác quản lý nhà nước về đất đai, xây dựng, trật tự đô thị. Nhìn chung, tình hình phát triển kinh tế xã hội ở địa phương đã có những bước phát triển đáng ghi nhận, bộ mặt đô thị từng bước khởi sắc, quốc phòng an ninh được giữ vững. Công tác dân vận đã tạo sức lan tỏa, có chiều sâu và ngày càng xuất hiện nhiều mô hình hay, hiệu quả và các gương điển hình tiên tiến trên lĩnh vực đời sống xã hội. Các phong trào thi đua được triển khai hiệu quả và phù hợp với thực tế, thu hút đông đảo nhân dân tham gia. Tạo thành khối đại đoàn kết vững chắc, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện. Tại buổi làm việc, lãnh đạo các cơ quan, ban ngành đoàn thể của thành phố Bảo Lộc đã tập trung phân tích và chỉ ra những tồn tại, hạn chế của địa phương. Đồng thời, có những đóng góp để xây dựng phường Lộc Sơn phát triển toàn diện, xứng đáng với vị trí là một trong những phường trung tâm của thành phố. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Tôn Thiện Đồng, Bí thư Thành ủy Bảo Lộc, chỉ đạo để bộ mặt địa phương đổi thay xứng đáng là phường phát triển toàn diện, Lộc Sơn cần nhanh chóng phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị liên quan của thành phố, tập trung giải quyết dứt điểm một số điểm nóng lấn chiếm vỉa hè, lề đường. Cụ thể là khu vực chợ tự phát trên đường Hà Giang, các khu vực trên quốc lộ 20, đặc biệt là khu vực Nghĩa Trang, tập trung thực hiện tốt công tác quản lý đô thị, trật tự xây dựng, đất đai và kiên quyết xử lý những điểm cán bộ có thái độ gây nhũng nhiễu phiền hà cho người dân. Tăng cường hơn nữa và công tác tuyên truyền vận động về cơ sở để đưa các chủ trương đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến với nhân dân, chú trọng công tác bảo vệ môi trường, mỹ quan đô thị. Đặc biệt, Lộc Sơn cần tăng cường công tác chính trị, tư tưởng cho cán bộ đảng viên nhằm tạo sự đoàn kết thống nhất trong toàn đảng bộ. Qua đó thực hiện tốt công tác chỉ đạo điều hành, có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh và xây dựng đảng, hệ thống chính trị vững mạnh. Trước đó, đồng chí Bí thư Thành ủy Bảo Lộc Tôn Thiện Đồng cùng đoàn công tác Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố Bảo Lộc đã đến thăm tổ dân phố 1, phường Lộc Sơn, nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ 1. Chi bộ tổ dân phố 1 có 48 đảng viên, trong đó 43 đảng viên hưu trí. Mặc dù đảng viên cao tuổi và có tới 15 đảng viên được miễn sinh hoạt do làm ăn xa cũng như sức yếu, nhưng liên tục 5 năm qua, chi bộ luôn đã đăng ký xây dựng và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, tiếp tục thực hiện cuộc vận động, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, cũng như đẩy mạnh các phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc và vệ sinh môi trường, văn hóa, văn nghệ. Năm 2022, tổ dân phố có 184 trên 188 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, toàn tổ còn một hộ cận nghèo. Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022 và 5 năm liên tục từ 2018 đến 2022. Có 3 đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền, trong đó một đồng chí được Ban Thường vụ Thành ủy khen. Ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của chi bộ tổ dân phố 1, dịp này Thường trực Thành ủy Bảo Lộc tặng phần quà 5 triệu đồng cho cán bộ và nhân dân tổ dân phố 1. Qua đó mong muốn chi bộ tổ dân phố sẽ tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh và xây dựng phường văn minh phát triển toàn diện. Sáng ngày 16 tháng 2 năm 2023, tại hội trường phòng giáo dục và đào tạo thành phố Bảo Lộc,
Hội Khuyến học thành phố đã tổ chức hội nghị Ban chấp hành mở rộng lần thứ 5, tổng kết công tác khuyến học năm 2022, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Về dự hội nghị có ông Dương Kim Viên, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội Khuyến học thành phố Bảo Lộc, cùng đại diện lãnh đạo các phường xã, đại diện Ban chấp hành, Ban kiểm tra Hội Khuyến học thành phố. Tại hội nghị, ông Nguyễn Anh Minh, Phó trưởng phòng giáo dục, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học thành phố đã thông tin về tình hình giáo dục thành phố năm học 2022-2023. Trong năm học 2021-2022, thành phố Bảo Lộc đặc biệt chú trọng công tác chăm sóc, giáo dục trẻ em mầm non thông qua các chương trình giáo dục lấy trẻ em làm trung tâm để phát huy tính tích cực sáng tạo của trẻ nhằm mang lại hiệu quả giáo dục tối ưu nhất. Cùng với đó là việc quan tâm đến dinh dưỡng hợp lý trong từng bữa ăn cho trẻ ăn đa dạng các loại thực phẩm, cân đối giữa các nhóm thực phẩm, điều độ giữa các bữa ăn. Ở các khối tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố tập trung vào các chương trình ngoại khóa chủ điểm, các kỹ năng cho các em, khuyến khích thúc đẩy sự sáng tạo cho các em thông qua các cuộc thi, hội thi gắn liền với thực tiễn. Trong năm qua, giáo dục thành phố đạt được nhiều thành tích nổi bật tại các cuộc thi cấp tỉnh. Hiện nay, Hội Khuyến học thành phố Bảo Lộc có 226 chi hội với hơn 29.000 hội viên, đạt tỷ lệ 17,78% tổng số dân trên địa bàn. Trong năm, kết nạp thêm 1.232 hội viên mới. Hội cũng tăng cường hoạt động tuyên truyền, tập huấn về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, phối hợp với Phòng Giáo dục Đào tạo tham mưu cho Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành kế hoạch thực hiện đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2022-2023 trên địa bàn. Vận động xây dựng quỹ xã hội học tập, khuyến tài trao học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi, học sinh đạt thành tích xuất sắc. Theo thông tư 02 do Bộ Y tế vừa ban hành, COVID-19 đã được đưa bổ sung vào danh sách các bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 4 năm 2023. Theo đó, nghề tiếp xúc với virus SARS-CoV-2 là bệnh nghề nghiệp hưởng bảo hiểm xã hội, bao gồm người làm nghề, công việc, phòng chống dịch, phục vụ, cứu trợ người nhiễm virus SARS-CoV-2 như người làm việc trực tiếp tại khu cách ly tập trung, cách ly y tế tại nhà, cách ly y tế vùng có dịch, hỗ trợ chăm sóc người bệnh COVID-19 tại nhà, người vận chuyển, phục vụ người bệnh COVID-19, người vận chuyển, khâm liệm, bảo quản, hỏa táng, mai táng, thi hài người bệnh COVID-19, người giám sát, điều tra dịch COVID-19, nhân viên hải quan, ngoại giao, nhân viên làm công tác xuất nhập cảnh, người làm nghề, công việc trong phòng thí nghiệm, lấy mẫu, vận chuyển mẫu, xử lý, bảo quản và tiêu hủy mẫu có chứa virus SARS-CoV-2, người làm nghề, công việc tại cơ sở y tế, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân, công chức quốc phòng, công nhân quốc phòng và viên chức quốc phòng, chiến sĩ, sĩ quan thuộc lực lượng công an, người làm nghề, công việc khác được cử tham gia phòng chống dịch COVID-19. Cũng theo thông tư 02/2023/BIT, bệnh COVID-19 là một loại bệnh nghề nghiệp phát sinh trong quá trình lao động do người lao động phải tiếp xúc với virus SARS-CoV-2 có trong môi trường lao động. Thời gian tiếp xúc tối thiểu là thời gian tiếp xúc ngắn nhất với yếu tố có hại trong quá trình lao động để có thể gây bệnh nghề nghiệp là một lần. Thời gian bảo đảm là khoảng thời gian kể từ khi người lao động đã thôi tiếp xúc với nguồn lây đến thời điểm phát bệnh là 28 ngày. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của thành phố Bảo Lộc. Tiếp theo sau đây sẽ là một số nội dung khác. Bảo hiểm xã hội Lâm Đồng phấn đấu năm 2023 có từ 95% đến 100% số người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong cơ sở dữ liệu đang quản lý được cập nhật, bổ sung số định danh cá nhân, căn cước công dân và hoàn thành chỉ tiêu cài đặt VSSID được Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao. Để người tham gia bảo hiểm y tế chủ động theo dõi, kiểm tra, ghi nhớ quá trình tham gia, giá trị sử dụng thẻ bảo hiểm y tế nhằm kịp thời gia hạn thẻ bảo hiểm y tế sau khi thẻ bảo hiểm y tế cũ hết hạn, nhằm đảm bảo quyền lợi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế liên tục, đồng thời tránh tình trạng gian lận, trục lợi quỹ bảo hiểm y tế nếu có. Người dân có thể tra cứu thông tin tham gia bảo hiểm y tế dễ dàng qua các cách sau. Thứ nhất, qua ứng dụng VSSID, Bảo hiểm xã hội số của Bảo hiểm xã hội Việt Nam để tra cứu thời hạn sử dụng thẻ, quá trình tham gia, thụ hưởng bảo hiểm y tế tại ứng dụng này, người dân cần cài đặt ứng dụng trên nền tảng thiết bị điện thoại di động thông minh và thực hiện đăng ký tài khoản để sử dụng ứng dụng. Thứ hai, qua cổng thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam, người dân truy cập địa chỉ website bảohiemxahoi.gov.vn/tra cứu để thực hiện tra cứu thông tin về thẻ bảo hiểm y tế. Thứ ba, qua Tổng đài chăm sóc khách hàng của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, người dân liên hệ với Tổng đài theo số 1900 9068 để được cung cấp thông tin.
Thứ tư, qua biên lai thu tiền đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình. Khi đóng tiền tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình, trên biên lai nhân viên thu sẽ ghi rõ thời hạn sử dụng thẻ bảo hiểm y tế của người tham gia. Căn cứ thông tin này, người tham gia có thể chủ động theo dõi thời hạn sử dụng thẻ bảo hiểm y tế để kịp thời gia hạn thẻ khi thẻ sắp hết hạn, nhằm đảm bảo quyền lợi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế của bản thân. Theo luật khám bệnh chữa bệnh năm 2009 quy định cấm bác sĩ từ chối chậm cấp cứu người bệnh. Tuy nhiên, luật khám bệnh chữa bệnh do Quốc hội mới thông qua ngày 9 tháng 1 năm 2023 thì có 5 trường hợp bác sĩ được từ chối chậm cấp cứu người bệnh mà người dân cần biết như sau. Thứ nhất, tiên lượng tình trạng bệnh vượt quá khả năng hoặc không thuộc phạm vi hành nghề của mình, nhưng phải giới thiệu người bệnh đến người hành nghề khác hoặc cơ sở khám chữa bệnh khác phù hợp. Phải sơ cứu, theo dõi, chăm sóc người bệnh cho đến khi người hành nghề khác tiếp nhận, chuyển bệnh nhân đi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác. Thứ hai, người bệnh, thân nhân của người bệnh có hành vi xâm phạm thân thể, sức khỏe, tính mạng của người hành nghề khi đang thực hiện nhiệm vụ, trừ trường hợp người đó mắc bệnh tâm thần hoặc bệnh khác mà không làm chủ được hành vi. Thứ ba, việc khám bệnh, chữa bệnh trái quy định của pháp luật hoặc đạo đức nghề nghiệp. Thứ tư, người bệnh yêu cầu phương pháp khám bệnh, chữa bệnh không phù hợp với quy định về chuyên môn, kỹ thuật. Thứ năm, người bệnh, người đại diện của người bệnh không chấp hành chỉ định về chẩn đoán, phương pháp chữa bệnh của người hành nghề sau khi đã được tư vấn, thuyết phục, mà việc không chấp hành này có nguy cơ gây hại đến sức khỏe, tính mạng của người bệnh. Từ năm 2025, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sẽ gồm 4 môn bắt buộc là toán, ngoại ngữ, ngữ văn và lịch sử. Ngoài ra, trong số các môn lựa chọn, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ cân nhắc thi một số môn để các trường đại học có thể sử dụng xét tuyển. Đây là nội dung được Bộ Giáo dục và Đào tạo thông tin ngày 18 tháng 2 trong buổi làm việc với trường Nguyễn Siêu về triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới. Việc đổi mới kiểm tra, đánh giá sẽ thực hiện theo đúng tinh thần của Nghị quyết 29 của Trung ương Đảng với yêu cầu đổi mới hình thức thi, kiểm tra đánh giá, thi tốt nghiệp trên cơ sở giảm áp lực, giảm chi phí tốn kém nhưng vẫn đảm bảo trung thực, đánh giá đúng năng lực của học sinh, làm cơ sở xét tốt nghiệp cũng như để các cơ sở giáo dục đại học có thể sử dụng kết quả để xét tuyển. Hiện Bộ vẫn chưa chốt số môn thi, bài thi, nhưng 4 môn toán, ngoại ngữ, ngữ văn và lịch sử là những môn đã học bắt buộc thì chắc chắn sẽ thi bắt buộc. Lộ trình đổi mới sẽ thực hiện theo từng giai đoạn tương ứng với mức độ tiếp cận chương trình giáo dục phổ thông mới của từng nhóm đối tượng học sinh. Cụ thể sẽ chia làm 3 giai đoạn, từ năm 2025 đến 2026 là những học sinh học chương trình mới 3 năm bậc trung học phổ thông. Từ năm 2027 đến năm 2031 là những học sinh học chương trình mới từ lớp 6 và giai đoạn từ năm 2032 với đối tượng là những học sinh học chương trình mới từ lớp 1. Ngày 17 tháng 2 năm 2023 tại Hội trường Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Bảo Lộc, Hội luật gia thành phố tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội và phong trào thi đua năm 2022, đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Hội luật gia thành phố Bảo Lộc hiện có 22 chi hội luật gia trực thuộc với 282 hội viên, trong đó 240 hội viên được cấp thẻ hội viên luật Hội luật gia Việt Nam. Năm 2022, hội đó có nhiều nỗ lực trong công tác hội, thể hiện tinh thần và trách nhiệm cao của cán bộ hội viên, luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ của cấp trên, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ chính trị địa phương. Công tác phổ biến và giáo dục pháp luật được thường xuyên quan tâm, không ngừng nâng cao trình độ nhận thức, ý thức thượng tôn pháp luật, chấp hành pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân thông qua việc tuyên truyền, phổ biến các chính sách, nghị quyết của Đảng, hiến pháp và các văn bản hướng dẫn thi hành pháp luật, góp phần xây dựng phường văn minh đô thị và nông thôn mới. Trong năm, hội đã tham gia nghiên cứu đề xuất kiến nghị giải quyết hơn 90 đơn khiếu nại tố cáo, có 76 đơn đã được giải quyết dứt điểm ở cơ sở. Giám sát giải quyết 279 trường hợp khiếu nại, tố cáo, bồi thường tái định cư và thực hiện chính sách hộ nghèo, cận nghèo. Dịp này, thành phố Bảo Lộc có 8 cá nhân được nhận kỷ niệm chương vì sự nghiệp phát triển Hội luật gia Việt Nam, 2 tập thể và 2 cá nhân được nhận bằng khen của Chủ tịch Hội luật gia Việt Nam vì có thành tích xuất sắc trong hoạt động hội năm 2022. 5 chi hội và 8 cá nhân được nhận giấy khen của Chủ tịch Hội luật gia tỉnh Lâm Đồng vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động công tác hội và phong trào thi đua năm 2022. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Bảo Lộc tặng giấy khen cho 4 tập thể và 2 cá nhân thuộc Hội luật gia thành phố. 2 tập thể và 5 cá nhân được nhận giấy khen của Hội luật gia thành phố Bảo Lộc vì có những đóng góp xuất sắc cho công tác hội năm 2022. Sáng ngày 18 tháng 2 năm 2023, tại sân bóng đá mini trường Trung học phổ thông Nguyễn Du đã diễn ra giải bóng đá mini chào mừng Đại hội Công đoàn cơ sở, tiến tới Đại hội 7 Công đoàn Bảo Lộc. Giải đấu diễn ra trong một ngày với sự tham gia của 3 đội đến từ Công đoàn cơ sở phường 1, Công đoàn cơ sở phường 2 và đội Công an phường 2.
Các đội thi đấu theo vòng tròn một lượt để chọn ra đội đạt giải nhất, nhì, ba. Giải bóng đá mini được tổ chức mừng Đảng mừng Xuân Quý Mão 2023, kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng thời tạo điều kiện cho các đội bóng có dịp gặp gỡ, giao lưu, thắt chặt hơn nữa sự gắn kết và tăng cường sức khỏe. Qua đó đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần, tạo động lực để cán bộ, công chức thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Sáng ngày 19 tháng 2 năm 2023, tại số 1/16 đường Lê Ngọc Hân, phường 1, thành phố Bảo Lộc, Võ đường Nhân Trí Dũng đã tổ chức lễ khai trương đi vào hoạt động trụ sở mới để tiếp nhận và đào tạo cho các học viên. Võ đường Nhân Trí Dũng được thành lập năm 1985. Qua hơn 38 năm hoạt động, võ đường đã đào tạo ra hàng trăm võ sinh chất lượng cao, trong đó có nhiều võ sinh giành được huy chương cấp tỉnh và cấp quốc gia. Võ đường cũng từng đóng góp 3 võ sinh cho đội tuyển võ cổ truyền quốc gia thi đấu tại nước ngoài. Võ đường Nhân Trí Dũng cũng là cơ sở đóng góp tích cực vào phong trào tập luyện các môn võ, góp phần đẩy mạnh phong trào rèn luyện thể thao, nâng cao sức khỏe tại địa phương. Hiện nay, Võ đường Nhân Trí Dũng tham gia đào tạo cho học viên theo học các môn võ cổ truyền MMA, Muay Thái, Boxing, Kickboxing, Vô Vi Nam, v.v. Võ đường Nhân Trí Dũng khai trương trụ sở mới với mong muốn là sân chơi cho những ai yêu thích các bộ môn võ thuật. Đến với võ đường, học viên không chỉ được những võ sư tâm huyết với nghề dạy về võ thuật mà còn được dạy về đạo đức của người học võ, không phải là để đánh nhau mà hơn hết là việc rèn luyện sức khỏe, tự vệ và có khả năng giúp đỡ, bảo vệ những người yếu thế. Thưa quý vị và các bạn, là đô thị loại 3 trực thuộc tỉnh Lâm Đồng, với mục tiêu xây dựng thành phố Bảo Lộc trở thành thành phố thông minh, đạt tiêu chí đô thị loại 2 vào năm 2025. Đến nay, cùng với việc tập trung phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh quốc phòng, công tác xây dựng đô thị xanh đã được đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Bảo Lộc đặc biệt chú trọng. Bảo Lộc vốn được biết đến là thành phố cao nguyên, với thế mạnh là nền khí hậu ôn hòa, kinh tế phát triển từ các sản phẩm nông nghiệp. Hơn 10 năm được công nhận thành phố, Bảo Lộc liên tục có sự tăng trưởng không ngừng trên các lĩnh vực. Mặc dù vậy, đứng trước đòi hỏi phát triển thành phố nhanh hơn, bền vững hơn và đáng sống hơn, Bảo Lộc đã triển khai xây dựng thành phố xanh. Nhờ từng bước duy trì các biện pháp tuyên truyền, cũng như đẩy mạnh việc chỉnh trang, trồng mới thêm nhiều cây xanh trên các đường phố, các khu công nghiệp, các khu vực công cộng, khu công viên, vận động nhân dân trồng cây xanh trong khu dân cư, trong nhà ở để tạo mảng xanh, tăng diện tích mặt nước. Bên cạnh tăng mảng xanh đô thị, thành phố cũng thường xuyên quan tâm đến việc thu gom rác thải ở nội và ngoại thị. Cơ bản giải quyết tình trạng ùn ứ rác trên các tuyến phố do không kịp xử lý như trước đây. Từ đó từng bước góp phần xây dựng đô thị sạch. Ngoài ra, chính quyền các cấp, các tổ chức hội cũng đẩy mạnh các mô hình phân loại xử lý rác tại nhà. Xây dựng cho hội viên và nhân dân thói quen không vứt rác ra đường và nơi công cộng, duy trì phong trào tổng vệ sinh định kỳ, làm cho các tổ dân phố ngày càng sạch đẹp hơn. Đến nay, 11 phường xã trên địa bàn thành phố đều có đội thu gom rác. Công tác vệ sinh định kỳ ở các khu vực, nhất là những nơi công cộng, được duy trì thường xuyên. Một trong các mô hình tuyên truyền giữ gìn cảnh quan sạch đẹp, hạn chế rác thải nhựa, phân loại xử lý rác hiệu quả có thể kể đến là mô hình của Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố. Qua các đợt tuyên truyền vận động và ra quân thực hiện, hầu hết các chi hội đều thực hiện việc bảo vệ môi trường thông qua các phong trào xanh sạch đẹp. Các mô hình phòng chống rác thải nhựa như phân loại rác thải sinh hoạt tại hộ gia đình, đi chợ bằng làng, túi môi trường, nói không với túi ni lông và sản phẩm nhựa dùng một lần tại các cơ sở hội và chi hội thu hút hàng ngàn hội viên hưởng ứng tham gia. Các ngôi nhà sạch đẹp tại một số địa bàn trọng điểm đã và đang phát huy hiệu quả. Đến nay, các cơ sở hội đăng ký xây dựng 19 chi hội kiểu mẫu 503 sạch. Hội Phụ nữ thành phố Bảo Lộc cũng đã xây dựng thành công gần 70 mô hình đi chợ bằng làng với khoảng 2.000 hội viên phụ nữ tham gia. Không chỉ các tiêu chí về cây xanh, thu gom rác thải, bảo vệ môi trường, mà đến nay 15 trên 15 tiêu chí của nội dung phong trào thi đua đô thị xanh và thông minh gắn với xây dựng đô thị phát triển bền vững. Trong đó có các tiêu chí như tăng tỷ lệ thu gom và xử lý nước thải sinh hoạt, chống ô nhiễm nguồn nước sạch, tăng tỷ lệ dân số đô thị được dùng nước máy, nước sạch đô thị và nước hợp vệ sinh,
tăng tỷ lệ chiếu sáng công cộng đô thị. Hạ tầng giao thông, tăng công trình chiếu sáng nghệ thuật và đèn trang trí vào các ngày lễ Tết, ngày hội. Thường xuyên trang trí đô thị bằng cây hoa, cây cảnh. Tăng số lượng sắp xếp lại đường dây và hạ ngầm đường dây, đường ống, quảng cáo và tăng tuyến phố văn minh đô thị, chỉnh trang hạ tầng đô thị. Tăng tuyến chỉnh trang hè đường, đường ngõ xóm, công viên, vườn hoa thường xuyên được quan tâm triển khai. Thành phố Bảo Lộc thì con muốn là mọi người sẽ ý thức hơn về rác thải, sẽ ý thức hơn và không xả rác bừa bãi nữa để thành phố thêm tươi đẹp. Bảo Lộc tự hào là thành phố trẻ cao nguyên, có điều kiện tự nhiên lý tưởng và rất nhiều điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư và phát triển. Và sẽ không điều gì ý nghĩa hơn khi tốc độ phát triển kinh tế xã hội của Bảo Lộc được gắn liền, được tỏa sáng trong một không gian sáng, xanh, sạch đẹp. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự của thành phố Bảo Lộc xin được kết thúc tại đây. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.